Hai xin được gửi lời chào đến toàn thể các cô chú, anh chị và các bạn, những người đã luôn đồng hành theo dõi trên những cái chặng đường đi tìm lan của mình. Ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến mọi người vẻ đẹp của một cái loài lan rừng bình dị, những cái loài lan không có giá trị kinh tế nhưng tiềm ẩn những cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn những cái bông hoa đã nở, vẻ đẹp của một cái loài lan hoàng thảo, đó chính là hoàng thảo phi điệp vàng. Đây là một cái khu vực mình trồng lan phi điệp vàng, chắc cũng đâu đó khoảng hơn chục giò, nhưng mà chỉ có một vài giò nó nở hoa thôi. Cái này thì do là lấy ở nhiều khu vực khác nhau các bạn ạ. Do cái lan này mình lấy ở nhiều khu vực khác nhau cho nên là cái thời gian nở hoa nó không đồng nhất được. Có những giò thì đã nở hoa cách đây cả hơn nửa tháng rồi, tuần rồi cũng có. Mà đến hôm nay thì cũng có một vài thân nó nở đang độ đây, còn một vài thân thì còn đang nụ. Chả biết làm sao có thể để nó nở hoa đồng loạt một thời điểm để quay video cho mọi người cho nó hoàn mỹ được. Mình treo ở đây thì điều kiện ánh sáng các thứ nó khác nhau, nhưng mà lấy ở những cái khu vực, những cái vị trí khác nhau thì cái thời điểm nó nở hoa nó khác nhau các bạn ạ. Cho nên hôm nay nó cũng nhiều rồi, cho nên mình làm cái video mỗi năm một lần. Năm ngoái cũng vậy, mình cũng đã giới thiệu các bạn mấy cái gọi phi điệp vàng nhà mình. Năm nay cũng vậy, lại đến cái mùa thì nó lại nở hoa thôi các bạn ạ, lại có hoa để ngắm, rất là tuyệt vời. Vào cái mùa này thì những cái loài lan rừng ở cái khu vực mình thì nó không có nhiều loài nở hoa, rất hạn chế, mà phi điệp vàng thì nó khá là cá biệt. Nó nở hoa vào đầu mùa, cuối hè đầu thu và phát triển lên mầm xuyên mùa đông. Một cái loài lan rất là đặc biệt và nó là một cái loài lan ưa lạnh các bạn. Đây là những cái giò phi điệp vàng của mình. Các bạn nào mà theo dõi mình từ lâu, từ nhiều năm trước rồi thì các bạn đã được xem qua rồi, biết rồi. Còn các bạn nào mà mới xem kênh của mình thì có thể là các bạn sẽ chưa biết đến những cái giò lan này của mình đâu. Cái giò lan phi điệp vàng là 100% là ghép vào tổ quạ. Loài lan này thì nó hoàn toàn là không có bệnh các bạn nhé, nó không có bệnh tật gì cả. Và nó rất là ưa ẩm. Đấy, giá thể ẩm, chỉ cần ẩm và thoáng thôi thì nó sẽ phát triển rất là tuyệt vời. Đây chính là những cái giò lan mình, cái này thì mình trồng được chắc khoảng hơn năm thôi. Mấy cái giò này chắc mình trồng hơn năm thì bây giờ nó chưa có hoa đâu ạ, mặc dù là thân nó dài khoảng 1 mét này các bạn này, 1 mét, và điều kiện nắng nuôi đầy đủ các bạn nhé. Có thể là nó chưa có chứ không phải là không có. Đó. Mỗi cây nó có một cái thời điểm nở hoa khác nhau. Đây này các bạn này, có cái thì mới lên nụ này, nhỏ tí tẹo này các bạn. Đó, những giò khác thì ở bên dưới này thì năm nay hơi đáng buồn một chút là nhiều chuột quá các bạn ạ. Không hiểu sao mà năm nay cái số lượng chuột nó nhiều kinh khủng luôn, không cách nào mà tiêu diệt được nó. Nó cắn phá mình, bị hỏng mất bao nhiêu là những cái giò lan. Nhất là những cái giò phi điệp vàng mình ghép vào cây tổ quạ này, nó chui vào trong cái làm ổ các bạn ạ. Hôm rồi mình đuổi một cái ổ ở bên này, chỗ này thì nó hơi tùm, nên là cái tổ quạ thì nó cũng to nữa, nó làm cái tổ ở trong kia mà chạy ra cả một đàn con, chạy đi ra ngoài hết. Đây là những cái giò phi điệp vàng của mình. Mình đã trồng mấy cái giò này thì mình trồng lâu rồi. Các bạn xem này, những cái thân của nó đấy, nhiều thân lắm. Cái dòng này thì dễ chơi, phải nói là dễ. Nó đã nở hoa rồi. Cái này thì nó đợt trước nó ra hoa rồi các bạn. Cái giò này thì nó ra hoa, nó chút hết lá rồi. Còn một số thì vẫn còn nguyên lá nhé. Cái này thì dạo nắng mình không tưới một giò nước nào luôn, cho nên là lá nó rụng. Còn nếu mà tưới ẩm quá thì khả năng là cũng không ra được hoa luôn các bạn. Nếu mà tưới ẩm quá không ra được hoa. Mùa này thì ra hoa rồi, nó lên mầm. Nó cũng giống như phi điệp tím là nếu mà nở hoa thì những cái mầm gốc nó cũng đã dài lên rồi. Dài lên khoảng 20-30 cm, có thể còn hơn, nó sẽ nở hoa. Thì đây bên này, cái giò này có những cái thân dài đến khoảng 2 mét này các bạn này. Mấy cái cây này thì tổ quạ nó kém phát triển, nó không được tốt. Ở đây là cái vị trí nắng nhiều nhất. Đây là một cái giò mà mình đã trồng lâu rồi, cho các bạn xem ra xa một tí để sẽ thấy được cái độ dài của nó. Đấy, khu vực này là mình treo phi điệp vàng. Nhiều anh em xem video của mình lại hỏi mua, nhưng mà thật ra thì mình trồng để chơi cho nên là mình không bán. Cũng có thể là mai này mình đi rừng, tại vì cái loài này thì trong rừng sâu, phải vào rừng sâu thì mới có. Ở rừng ngoài mình, rừng dân sinh ngoài mình thì
ít gặp lắm. Vào rừng sâu có thì trồng như thế này thì mọi người sẽ thích hơn là so với là hàng mình đi lấy ở trên rừng về. Tại vì lấy ở trên rừng về nhiều khi nó tàn tạ lắm các bạn. Cái này thì nó không có bệnh tật gì cả, nhưng mà về cái mỹ quan mà khi lấy ở trên rừng về thì nó sẽ không được đẹp. Và giá trị của nó thì nó cũng rất là phổ thông thôi. Cái loại này thì nó không đắt tiền, không như phi điệp tím đâu. Nhưng mà vẻ đẹp của nó thì cũng 1 9 1 10 các bạn ạ. Cái dòng này thì màu hoa của nó thì mình không thấy có sự đa dạng nhiều. Tức là nó chỉ có đều đều một cái màu vàng như thế này thôi. Nó không đa dạng về cái gam màu như cái thằng phi điệp tím, nhưng mà nó đẹp các bạn ạ. Phải nói là đẹp. Mình nhớ không nhầm là từ hồi mình còn nhỏ thì cái hoa của cái phi điệp vàng ấy, nó được mang về làm nhãn của một cái loại bột giặt thì phải. Không biết có phải không nữa, nhưng mà từ rất là lâu rồi. Thì cái này bên Tây Bắc cũng có nhiều. Mình thấy có những người ta lấy về để bán buôn ấy các bạn. Mình thấy nó tàn tạ kinh khủng luôn. Mình đi rừng mình cũng thỉnh thoảng gặp, mình cũng lấy, nhưng mà nó còn không đến nỗi các bạn lấy bán buôn mà gom của dân. Mọi người cứ bảo là phi điệp mà xuống lá rồi là chuẩn bị lên mầm, nhưng mà thật ra thì cái dòng này chả bao giờ gặp nó hết lá đâu các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì nó đang có mầm này. Nhiều khi là mình thấy họ lấy ở dân về là nó cái mầm này nó hỏng hết, nó thui hết đi rồi, đến lúc nó lên mầm khác thôi. Còn những cái mầm gốc tự nhiên của nó thì hầu như là không giữ được. Còn mình thì lấy về thì mình thấy là cái thân hay bị gãy. Đấy, chẳng hạn những cái thân hoa, thân lá như này hay bị gãy này. Nhưng mà cái khả năng đẻ ki của nó cũng tốt. Nó cũng hay lên ki, và nó ki thì nó hay lên ở đầu ngọn. Nó chỉ hay sót cái mắt ở đầu ngọn này, nếu mà với một cái thân dài các bạn ạ. Nó chỉ sót được cái mắt đầu ngọn thôi. Còn cái dòng này thì nó là thuộc cái dạng sai hoa. Nó tùy điều kiện từng vườn, tùy điều kiện từng vườn và tùy điều kiện từng vùng miền nữa. Thì cái mức độ hoa nó sẽ khác nhau. Còn ở nhà mình thì mình thấy nó cũng chỉ mọc được vừa vừa, ra hoa được vừa vừa thôi. Mặc dù là cũng nắng nuôi khá nhiều. Thì đây là cận cảnh những cái thân phi điệp vàng. Ở đây không có bao nhiêu thân ra hoa đâu các bạn ạ. Mặc dù là rất là nhiều thân nhưng mà nó nụ nhiều. Có cái thì hoa lại tàn rồi. Ở đây thì chỉ có đâu có 5-6 ngọn ra hoa thôi. Mặc dù đây là có hàng mười mấy giò nhưng mà chỉ có 5-6 ngọn đang hoa. Thì mình làm cái video chia sẻ cho các bạn. 5-6 ngọn thì nó cũng đã sáng rực cả một vùng rồi. Đây các bạn ạ. Cái bông hoa nó cảm giác nó rất là bóng bẩy. Nó khá là giống với hoàng thảo long nhãn. Nhưng mà cái này thì cái cánh hoa nó dày hơn các bạn. Hoa nó dày hơn. Và một màu vàng đậm đà luôn. Đúng là phi điệp vàng thật. Cái thân của nó thì rất là mập. Tại vì là nó trữ nhiều nước. Rất là mập luôn. Đây là những cái thân đang nụ. Mấy hôm nữa mới nở. Còn cái này thì còn lâu nữa này các bạn. Cái này còn lâu nữa này. Cái thân này dài khoảng gần 50 cm các bạn. Gần 50 cm chỉ ra được hai cái chùm hoa như thế này thôi. Đấy, cái thân này dài khoảng gần 50 cm. Còn có những cái thân này thì nó phải dài khoảng độ 1 mét. Thân này thì nó dài khoảng 1 mét này. Những cái thân đang hoa nó dài khoảng 1 mét này các bạn. Cái này nó phát triển cực nhanh luôn các bạn ạ. Trồng vào giá thể ẩm. Mọi người không có tổ quả chả sao, mọi người cứ cho vào giá thể ẩm, cho vào trồng vào chậu để nó buông xuống, hoặc là trồng vào đáy chậu hoặc trồng vào ngang chậu. Bên trong là giá thể, nói chung là phải lưu giữ được nhiều nước và nguồn dinh dưỡng dồi dào thì những cái cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Có thể một năm thì mọi người từ một cái thân khoảng 30 cm thì mọi người cũng có thể dài đến khoảng 1 mét là chuyện bình thường các bạn ạ. Nó cần rất là nhiều nước. Đây là những cái thân gần dài nhất ở đây này các bạn, nó dài gần 2 mét. Nó rơi vào khoảng 1m7. Đấy, sắp chạm đến đất nữa các bạn. Dài lắm, nhưng mà bây giờ thì đang nụ. Chỉ có mấy cái nụ bé tí này. Còn cái này thì nó lại tàn hoa rồi này các bạn. Cái tàn hoa rồi. Thì tiếc một điều là cái dàn phi điệp vàng nhà mình thì nó nở hoa nó không đều. Đấy, những cái thân này nó tàn hoa này các bạn. Nó nở hoa nó không đều cho nên là nó không nổi lên được cái vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Nó có một cái mùi hương cũng dịu dịu. Hương của nó thì không nồng được bằng long nhãn. Cái thân này dài là sắp chạm lên đất.
Mặc dù là cũng nắng nhiều nhưng mà hoa thì ở đây nó không được nhiều mấy, nó chỉ ở cái đoạn ngọn thôi. Cái loài lan có cái sức sức phát triển cực kỳ là tuyệt vời. Mỗi năm mình lại được chia sẻ đến các bạn cái khoảnh khắc này. Mọi người ai muốn sưu tầm phi điệp vàng ấy, khi nào đi rừng có thì mới lấy được các bạn nhé. Đối nếu mà muốn sưu tầm của mình ấy, còn cái nào mà mình treo ở nhà này mình để chơi thôi, bán đi tiếc lắm các bạn ạ. Mình đã mất bao nhiêu thời gian chăm sóc để được một cái những cái giỏ lan như thế này, bán đi thì nó là một điều rất là đáng tiếc. Đây là một cái giỏ rất là to, rất là đẹp và cực nhiều thân, nhưng mà năm nay bị chuột nó phá các bạn ạ. Chuột nó phá cho nên nó yếu đi rất là nhiều luôn, thân rất là nhiều, nhưng mà chuột nó phá thì nó mới bị rụng lá như thế này. Mọi người những cái này thì mọi người không hỏi mua nhé, hỏi mua thì mình lại phải trả lời, nói chung là mất thời gian. Mình cứ nói thẳng trong video là mình chia sẻ vẻ đẹp đến mọi người thôi, chứ mình không phải là mình đăng video lên để bán hàng. Nếu mà mọi người muốn sưu tầm thì có thể sưu tầm vào những cái dịp khác mình đi rừng lấy được thì mình sẽ lấy về chia sẻ với các bạn. Thì trong rừng có thể mình cũng gặp những cái thân nó dài như thế này các bạn. Mình đã làm video mọi người hay theo dõi thì mọi người cũng biết, nhưng mà những cái dài như thế này thì mình không lấy được. Mình chỉ lấy những cái nó dài vừa vừa thôi, độ 50 đổ lại thôi. Còn dài quá thì vận chuyển về nó gãy các bạn ạ. Mọi người xem video của mình nhiều, mọi người cũng hiểu là đi tầm lan ở trong rừng ấy, mình phải chạy qua rất là nhiều những cái dạng địa hình khác nhau. Có thể là vách núi, có thể là bụi rậm, các thứ. Rồi là chặng đường nó rất là xa xôi, cho nên là nhiều khi lấy về đến nhà để bảo quản đẹp và lấy về đến nhà gửi cho mọi người thì nó rất là khó, không thể hoàn hảo được. Ngày hôm nay là có những cái bông hoa phi điệp vàng nó nở và làm cái video để chia sẻ cho các bạn, những người có cái niềm đam mê hoa lan, sưu tầm những loài lan bình dân bình dị. Cái dòng này thì mình cảm nhận là nó ưa khí hậu lạnh, với cũng qua cái quá trình chơi lan của rất là nhiều các anh chị em thì ở một số những vùng nóng thì có thể mọi người lấy về để chơi thân lá thôi, chứ thân lá thì nói chung nó sẽ phát triển rất là bình thường, tốt là đằng khác, nhưng mà hoa thì nghe nói là không có, mình cũng không rõ. Nhưng mà khả năng ở cái vùng Tây Nguyên là thấy trồng được, nó cũng lạnh. Còn ở trong miền Nam với lại một vài tỉnh trong miền Trung thì hình như là hơi khó trồng, không phải khó trồng mà khó hoa, khó ra hoa. Cái dòng phi điệp vàng với long nhãn nó là khá là đặc hiệu của vùng miền Tây Bắc, vùng Đông Bắc Bộ mình, nói chung là miền khí hậu lạnh. Giới thiệu một chút vậy thôi, những cái giò lan phi điệp vàng của mình, vẻ đẹp của một cái loài lan hoàng thảo rất là đẹp, thân lá rất là đẹp các bạn ạ, tuyệt vời không. Một cái dàn phi điệp vàng của mình bao giờ nó chạm đất hết đi, một màu xanh hết đi, mình chặt kể cả nó không ra hoa nhưng mà nó có một cái màu xanh, một cái không gian xanh rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hy vọng là mọi người xem video thì ai mà chưa đăng ký kênh có thể cho mình xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ và phát triển kênh hơn nữa, có cái động lực hơn trong những hành trình tìm lan. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.